mình sẽ giới thiệu về phương trình điều khiển 32 led đơn sử dụng bit 18F4050 điều khiển, và trong đó có IC chốt 74HC573 và 4 cái IC dịch. Và chương trình mình sử dụng là chớp tắt 32 led đơn và sử dụng thư viện BTV BitKit 2 Ship 1. Và đây là chương trình. Sau đó ta sẽ chạy. Ta sẽ chọn cái file để nạp cho bit. Ok. Rồi chúng ta nhấn chạy. Trình chớp tắt 32 led đơn.